Chính chủ cần bán nhà xe mới 3 tầng tại tổ 12, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Nhà có hướng chính là hướng Tây Nam và có diện tích ở trên sổ là 31m2. Còn diện tích xây dựng thực tế là rơi vào xấp xỉ 34m. Đấy, đã được chúng tôi là hoàn thiện xong đến 95% rồi. Bây giờ chỉ còn lắp tủ bếp với lại lắp lan can cầu thang nữa là xong thôi. Đấy, đang được chúng tôi chào bán với giá là 1 tỷ 650 triệu. Thì bên công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ những cái chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu. Thì sau đây là tôi xin giới thiệu chi tiết ở phía bên trong của ngôi nhà cho mọi người là có thể hình dung được rõ hơn. Thì hiện tại là tôi đang đứng ở phía bên trong tầng 1 đây. Mọi người có thể thấy là thiết kế của tầng 1 là sẽ bao gồm là một phòng khách này, một phòng bếp và một phòng vệ sinh. Toàn bộ thiết kế của nhà nằm trên thửa đất rất là vuông vắn. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy luôn diện tích phòng khách này, có thể là kê bàn ghế này, kê tủ kệ, treo tivi rất là hợp lý. Và đây là trong khu vực bếp, thì hiện tại là chúng tôi sẽ lắp cái tủ bếp cho mọi người. Và tủ bếp cái chất liệu dự kiến sẽ là bằng gỗ sồi Nga. Đấy, thì khu vực tủ bếp này sẽ lắp ở đây. Toàn bộ những cái hệ thống mặt đá, gạch ốp bếp này, rồi những cái chậu rửa sen vòi đều đã được hoàn thiện hết. Đây là cái khu vực ô thoáng ở đằng sau để lấy ánh sáng và không khí thông phong cho toàn bộ ngôi nhà đây. Đấy, cái khu này là đấy, ở bên cạnh là vườn này, rất là thoáng, rất là đẹp. Đấy. Sau này là chúng ta là có thể là treo hoa, treo phong lan các thứ ở đây, rất là hợp lý. Đây, tôi chiếu từ phía bên ngoài vào cho mọi người nhìn. Đây là khu vực nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh tầng 1 thì sẽ có cái hệ thống bồn cầu này, vòi xịt, vòi rửa. Toàn bộ gạch ốp tường là sử dụng là gạch ốp kích thước là 30-60. Gạch nát nền là sử dụng là gạch 30-30, hàng loại 1. Cửa nhà vệ sinh sử dụng là cửa nhôm kính cao cấp. Đây, mọi người có thể là nhìn qua lại toàn bộ cái không gian của tầng 1. Đấy. Rất là thoáng, rất là rộng, luôn đầy đủ ánh sáng và không khí. Sau đây thì tôi mời mọi người lên tham quan ở phía khu vực tầng 2 của ngôi nhà. Toàn bộ mặt bậc và cổ bậc cầu thang là được lát bằng đá granite. Cái hệ thống lưới an toàn của cầu thang là chúng tôi sẽ sử dụng là lưới inox bọc bọc nhựa bên ngoài. Đấy, tăng tính thẩm mỹ và cái tăng cái tính an toàn cho toàn bộ ngôi nhà. Thiết kế của tầng 2 thì sẽ bao gồm là 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Đây, mọi người có thể tham quan khu vực nhà vệ sinh trước. Sử dụng bồn cầu, lavabo, sen vòi và thiết bị vệ sinh đều là những hàng nhập khẩu Hàn Quốc, hàng loại 1. Trong nhà vệ sinh thì sẽ có luôn cả quạt thông gió. Đấy, chúng tôi thiết kế sẵn những cái hệ thống ống chờ lắp bình nóng lạnh với những cái lắp đèn sưởi là đầy đủ hết rồi. Đây là phòng ngủ thứ nhất ạ. Toàn bộ hệ thống trần phào thạch cao cùng với đèn led đều được hoàn thiện hết. Và cái ưu điểm của ngôi nhà này là tất cả các phòng đều sẽ có cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí. Đấy, cửa sổ là cái bao gồm hai lớp. Lớp bên ngoài là lớp nhôm kính và lớp phía bên trong là sắt hộp được sơn tĩnh điện. Toàn bộ hệ thống cửa thông phòng là sử dụng là bằng cửa gỗ niêm nam phi. Đây, mọi người có thể là nhìn qua toàn bộ không gian phòng này. Tiếp theo đây mời mọi người tham quan ở phía bên phòng ngủ thứ hai, phòng ngủ chính. Đấy. Chúng ta sẽ có hai cửa sổ. Một cửa sổ phía đằng trước đây là mở ra bên ngoài để có ban công. Đó, xung quanh rất là nhiều nhà cao tầng, chung cư ở rất là đông. Và phía đằng sau có thêm một cửa sổ nữa, cũng là cửa sổ nhôm kính. Tất cả đều được hai lớp đảm bảo tính an toàn trong ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống trần thạch cao này cùng với nệ đèn led, hệ thống sơn tường, gạch tắt nền này đều đã hoàn thiện xong hết.
Tiếp theo xin mời mọi người nên tham quan ở phía bên trên tầng 3 của ngôi nhà. Thiết kế của tầng 3 thì sẽ bao gồm là một phòng ngủ, một phòng thờ, một nhà vệ sinh và một sân phơi. Đây, nhà vệ sinh của tầng 3 cũng sử dụng toàn bộ những cái hệ thống sen vòi, bồn cầu, lavabo, thiết bị vệ sinh hàng cao cấp nhập khẩu hết giống như ở tầng 2. Đấy, gạch ốp tường đều sử dụng là gạch 30-60 Hà Nội 1, thiết kế rất là đẹp. Màu sắc và kiểu dáng rất là hiện đại. Đây là khu vực là để máy giặt ạ. Chúng tôi đã thiết kế sẵn toàn bộ những cái hệ thống vòi nước chờ này, những cái hệ thống xả nước thải và những cái hệ thống điện ở đây. Tiếp theo đây là khu vực phòng ngủ, phòng ngủ thứ ba của ngôi nhà đây. Rất là thoáng, rất là rộng. Tất cả các phòng đều có cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí hết. Những cái hệ thống ống chờ để lắp điều hòa là chúng tôi cũng đã thiết kế xong hết rồi. Đấy, sau này mọi người muốn lắp đặt thì rất là đơn giản thôi. Đấy, mọi người nhìn qua đây. Tiếp theo đây ở phía bên ngoài đây là cái hệ thống cái khu vực phòng thờ. Đấy. Đây, hệ thống cửa và ban công ở ra bên ngoài đây. Tôi xin nhắc lại một chút về cái thông tin của ngôi nhà này. Đấy, cái diện tích ở trên sổ đỏ là 31m² và diện tích xây dựng sử dụng thực tế là xấp xỉ 34-35m. Nhà nằm tại vị trí là tổ 12, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Được xây mới là 3 tầng với thiết kế là 3 phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng thờ, một sân phơi và 3 nhà vệ sinh. Đang được chúng tôi chào bán với giá là 1.650.000.000 đồng. Đấy, xung quanh của ngôi nhà thì đầy đủ tất cả các tiện ích là chợ, siêu thị, trường học, trạm y tế, ủy ban nhân dân phường. Nhà thì cách khu đô thị Đô Nghĩa là 500m, cách đại học Phenica chỉ 1km. Đấy, rất là đầy đủ tiện nghi. Mọi người có nhu cầu cần xem nhà hoặc là cần tư vấn trực tiếp thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video nếu như mà thấy hay thì nhớ like và chia sẻ video cho nhiều người cùng biết. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.